cách để chúng ta có thể ghép dữ liệu của các ô ở trong Microsoft Excel. Ví dụ như đây, chúng ta có phòng kế toán, phòng hành chính, phòng kinh doanh và phòng nhân sự. Bây giờ chúng ta muốn liệt kê tên của các thành viên của từng phòng ban theo dạng như thế này. Thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Bằng test join, chúng ta sẽ nối các đoạn văn bản với nhau. Đầu tiên đó là ký tự phân cách. Chúng ta sẽ đặt trong cặp dấu nháy đôi. Chúng ta sử dụng dấu phẩy để tách, nhấn dấu cách, dấu nháy kép. Ở đây chúng ta có hai lựa chọn true nếu chúng ta bỏ qua các ô trống và false nếu chúng ta muốn thêm cả các ô trống. Ở đây tôi sẽ chọn true và tham số test 1, test 2, test 3, vân vân. Chúng ta sẽ kéo ở đây, đóng dấu ngoặc, enter. Bây giờ chúng ta sẽ sao chép cho các phòng ban khác. Tiếp theo chúng ta sẽ đổi từ dạng dòng sang dạng cột. Các bạn nhấn Ctrl C để sao chép, chọn bệt. Sau đó chúng ta chọn dán giá trị, value. Tiếp theo chúng ta nhấn Ctrl C để sao chép các giá trị. Click vào ô cần dán, chọn bệt. Và chúng ta chọn inspo. Tiếp theo chúng ta sẽ xóa dữ liệu tạm ở đây.